Sau nhiều ngày xem xét toàn diện vụ án, vào chiều ngày 29 tháng 5, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên án đối với 17 bị cáo liên quan đến việc khai thác và tiêu thụ trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit. Theo Hội đồng xét xử, hành vi khai thác trái phép và tiêu thụ trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit của các bị cáo đã xâm hại đến uy tín của nhà nước và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đã thu lời bất chính và gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng, trong đó công ty Lilama là hơn 171 tỷ đồng, công ty Apatit hơn 184 tỷ đồng. Sau khi xem xét các yếu tố, hội đồng xét xử đã tuyên án các bị cáo như sau. Cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Doãn Văn Hưởng bị tuyên phạt 4 năm tù. Hai cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng cùng mức án 3 năm 3 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa bị truy tố hai tội danh vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và rửa tiền với tổng mức án 7 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận mức từ 2 đến 4 năm tù giam hoặc hưởng án treo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam tại Quảng Bình hủy nổ an toàn quả bom nặng 334 kg còn nguyên kiếp nổ, được các cán bộ chiến sĩ phát hiện trong khuôn viên Trung đoàn Bộ binh 996. Trong lúc tổ chức đào đất để tăng gia sản xuất tại địa bàn Tổ dân phố Dũng Cảm, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, các cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 42, Trung đoàn Bộ binh 996 đã phát hiện một quả bom còn nguyên kiếp nổ. Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã cử cơ quan chuyên môn tổ chức canh gác chặt chẽ hiện trường, đồng thời cử lực lượng công binh phối hợp với dự án Cây Hòa Bình Việt Nam tại Quảng Bình đến tìm biện pháp để xử lý. Sau khi tiến hành khảo sát, thấy đây là quả bom có sức công phá mạnh, còn nguyên ngòi nổ lại nằm trong khu vực đơn vị bộ đội đóng quân, nên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã quyết định di rời quả bom đến bãi hủy nổ T92 và tổ chức hủy nổ bảo đảm đúng quy trình, an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị, tháng 3 năm 2024, báo Nhân dân có bài viết phản ánh về việc cây trồng của người dân tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La có hiện tượng là trổ vàng lá và héo sau khi sử dụng sản phẩm phân bón của công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc. Qua tìm hiểu thì được biết nhà máy của công ty này đi vào hoạt động sản xuất mà chưa đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Và điều đáng nói đó là tình trạng hoạt động chui này thì không chỉ xảy ra tại đây. Tháng 2 năm 2023, nhà máy của công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc tiến hành khánh thành và đi vào hoạt động trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm 2023, đơn vị này mới có tờ trình gửi Sở Công Thương để xin thẩm định thiết kế bản vẽ thi công. Có thể hiểu, xây xong nhà máy và hoạt động rồi, công ty này mới thực hiện việc hoàn thiện các bước theo quy định để thi công. Chủ đầu tư đã tổ chức triển khai thực hiện sau bước thiết kế cơ sở và tự thiết kế và tự phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công, không xin ý kiến của Sở Công Thương. Theo quy định pháp lý, quy định của nhà nước thì anh phải làm hoàn chỉnh tất cả các thủ tục về pháp lý quy định thì anh mới được đi vào hoạt động. Trước đó, từ tháng 2 năm 2022, công ty cổ phần phân bón Sông Lam Tây Bắc đã tiến hành san lấp đất và xây dựng khi chưa được nhà nước cho thuê đất. Tháng 5 năm 2022, công ty này bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La xử phạt về hành vi chiếm đất hơn 6,8 ha. Sau đó, thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục xử phạt công ty vì không gửi thẩm định thiết kế xây dựng mà đã khởi công xây dựng. Trong quá trình mà thực hiện về đất đai, về xây dựng, thì đơn vị người ta đã có phần là có thể là người ta chưa hiểu hết về nội dung này hoặc là người ta nôn nóng. Ngày 1 tháng 7 năm 2023 được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, nhưng ngày 21 tháng 10 nhà máy đã đi vào hoạt động. Được biết đến nay đơn vị này vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để được phép hoạt động theo quy định. Cứ nói là hai nhà máy nhưng mà trên thực tế thì nó cũng chính là của cùng một đơn vị doanh nghiệp, nó đứng liền với nhau đấy. Thì cái việc mà quá trình mở rộng, san lấp cũng như xây dựng thì cái tiến độ của chính là cái nhà máy phân bón là còn thậm chí còn nhà máy cà phê còn nhanh hơn nữa. Từ việc vi phạm trên đặt ra một vấn đề, các quy định trình tự của pháp luật có được tôn trọng, việc xử phạt liệu có phải chỉ để cho đúng quy trình phạt cho có, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng được thực hiện như thế nào? Mời quý vị khán giả đón xem tiếp nội dung trong phóng sự sau.